Lưu ý, video chứa đựng quan điểm cá nhân về thị trường và tiêu chuẩn riêng về cổ phiếu. Vui lòng cân nhắc trước khi áp dụng. Không có cổ phiếu tốt trừ khi chúng tăng giá. Chào các bạn, mình là Đăng Sơn từ kênh VN Uptrend. Các bạn đang theo dõi bản tin nhận định thị trường chứng khoán cho tuần từ 12 tháng 9 tới 16 tháng 9 năm 2022. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì hiện nay tôi biết rằng là trong hàng trăm, thậm chí là có thể nói là có thể là đến hàng cả nghìn đấy, cái những cái video nhận định thị trường hàng ngày, thậm chí là hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, thậm chí có những kênh làm đến hai buổi một ngày đấy, sáng một cái trưa một cái, thì các bạn vẫn đang theo dõi cái video của VN Uptrend. Như vậy là tôi cũng đã rất là vui rồi đấy. Còn các bạn có học được cái gì hay là có cập nhật được thêm cái kiến thức gì không thì tôi sẽ càng vui hơn. Trước hết là có khán giả xem cái những cái video này là chúng tôi cũng đã rất là vui rồi. Trước hết là xin dành lời cảm ơn tới các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ như thường lệ sẽ quay trở lại với cả cái thị trường. Trong cái tuần vừa qua thì thị trường cho chúng ta những cái biến số, những cái bước chuyển biến cực kỳ là bất ngờ, đúng không ạ? Khi mà thị trường bất ngờ giảm giá 30 điểm, sau đó lại phục hồi rất là mạnh trong phiên ngày thứ 6. Đấy, khó mà ai có thể ngờ được cái sự chuyển biến và cái sự phục hồi đấy được. Tôi thì chắc chắn là tôi không ngờ được rồi, bởi vì tôi xác định là tôi có biết gì về thị trường đâu. Đấy, tôi chỉ xác định được cái đoạn này thị trường nó đang ở trong cái khoảng như thế nào để chuẩn bị lên những cái kế hoạch giao dịch cho nó phù hợp thôi. Và tất nhiên là sau cái đợt biến động vừa rồi thì chúng ta cần phải xem xét lại. Đấy, những cái cổ phiếu trước đó chúng ta nhận định là khỏe thì bây giờ còn khỏe hay không? Tất nhiên là ngay mà cái phiên khi mà biến động như vậy thì tôi đã phải xem xét, trong cái phiên đấy cũng đã phải xem xét để nếu mà cần bán thì bán cổ phiếu, còn nếu mà giữ thì giữ rồi. Đấy, còn nếu hôm sau nếu phục hồi thì nếu cần mua thì cũng phải mua rồi. Đấy, nhưng mà cái thời gian cuối tuần này chúng ta mới ngồi xem xét lại kỹ hơn được từng dòng cổ phiếu, đánh giá nó có thời gian hơn một chút. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay, trước hết thì ngó qua xem thị trường thế giới như thế nào. Có vẻ như đoạn này thị trường ở Việt Nam đang ảnh hưởng nhiều bởi thị trường thế giới đấy chứ. Đấy, nó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là trong cái giai đoạn này vẫn là cái giai đoạn mà tôi gọi là cái giai đoạn 1 ấy, cái giai đoạn thị trường tạo đáy xong và đi lên. Đấy, nếu các bạn theo dõi cái những cái video nhận định thị trường này thì tôi duy trì cái quan điểm thị trường đang ở trong cái giai đoạn này rất là lâu rồi, chứ không phải là mỗi ngày một cái quan điểm, mỗi ngày lại thị trường lại một cái nhịp tăng hay là mỗi ngày thị trường lại trong một cái nhịp giảm. Đấy, như thế nó rất là mệt mỏi. Đấy, tôi vẫn nhận định là thị trường trong cái giai đoạn này thị trường tạo đáy đi lên, nhưng cái đoạn này là chưa phải là cái giai đoạn kiếm tiền dễ đâu, mà nó còn nhiều rung lắc, lại còn nhiều khó khăn, và đặc biệt là rất là khó đoán. Đấy, cả cổ phiếu cũng như thế, đơn giản bởi vì là dòng tiền nó không đủ. Đấy, nó không đủ lớn và nó không đủ khỏe để đẩy bất kỳ một cái nhóm ngành hay một cổ phiếu nào lên tạo cái sự gọi là dẫn dắt cho cái thị trường, dẫn dắt thị trường, tạo cái niềm tin và cái sự hưng phấn trên thị trường. Chính vì thế nên thị trường nó cực kỳ là khó đoán. Cái từ mà chúng ta hay sử dụng nhất trong giai đoạn này chính là phân hóa. Đấy, vẫn cái quan điểm đấy nói đi nói lại. Đấy, còn về cổ phiếu thì chúng ta phải đi vào sâu hơn. Chứ còn về thị trường thì tôi vẫn giữ cái quan điểm chung như vậy thôi. Ok, ngó qua xem là Dow Jones diễn biến như thế nào đã. Dow Jones có lẽ là không còn Dow nữa. Đấy, mà đã up trở lại. Nếu mà nhìn theo cái kiểu phân tích kỹ thuật cổ điển thì có vẻ như là đang tạo một cái đáy thấp hơn, một cái đáy cao hơn so với những cái đáy trước. Đây một đáy này, đây hai đáy này, đây một cái đáy nữa này. Đấy, nhưng mà nếu mà nhìn nhận về những hướng phân tích cổ điển hiện đại hơn một chút, ví dụ như là sử dụng những cái đường trung bình đấy, thì nhịp vừa rồi cũng chỉ là nhịp phục hồi trong những cái và chỉ là nhịp phục hồi thôi, chứ chưa tạo được cái xu hướng tăng giá mạnh. Đấy, khi mà giá chạm vào cái vùng trung bình giá 200 ngày thì điều chỉnh khá là mạnh, và hiện nay thì kể cả phục hồi như thế này thì giá cũng vẫn đang nằm dưới những cái đường trung bình 50 ngày và 200 ngày, tức là cái khả năng mà giá điều chỉnh tiếp đấy nó vẫn cao hơn là cái khả năng phục hồi mạnh mẽ. Đấy, tất nhiên là cũng có trường hợp là do giá nó vọt lên cái như này đấy, nhưng mà xác suất đấy nó sẽ thấp hơn là nó tiếp diễn cái xu hướng điều chỉnh. Đấy, dù sao thì thị trường Dow Jones nó cũng phục hồi được 3 phiên rồi. Đấy, cùng với đó là những cái thông tin ví dụ như là ngân hàng châu Âu họ tăng lãi suất 0,75% đấy,
nó cũng không cho khiến cho thị trường nó quá bi đát, mà ngược lại là khiến cho thị trường phục hồi. Nhưng vì thế kể cả sắp tới chúng ta có những cái thông tin liên quan tới lãi suất thì tôi cũng nghĩ rằng đấy là những cái thông tin nó được dự đoán trước rồi. Đấy, và nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến thị trường nữa. Có chăng, nhưng mà có chăng nó vẫn có thể có những cái thông tin mới, những cái thông tin mà khiến cho thị trường nó yếu hơn, nó khác đi và chúng ta không thể dự đoán được. Đấy, nếu mà dự đoán được thì nó không còn là những cái thông tin ảnh hưởng lớn tới thị trường nữa. Nay đây là cái đồ thị của Dow Jones. Dù sao thì với cái việc phục hồi ngắn hạn như này nó cũng tích cực hơn một chút là cái việc mà giá liên tục suy giảm. Đấy, ngoài ra nó cũng tạo một cái đáy cao hơn ở đây. Đấy cũng là một cái điều tích cực cho thị trường chứng khoán Mỹ. Đấy. Không giảm thủng cái đáy này là cũng còn là nhiều cái điều tích cực để đáng nhắc đến rồi. Còn giá dầu thì đấy các bạn thấy giá dầu thì vẫn tiếp tục điều chỉnh theo cái đà giảm. Đây, vẫn tiếp tục điều chỉnh theo cái đà giảm, mặc dù trong phiên ngày thứ năm và thứ sáu giá dầu đã phục hồi nhưng mà nó chỉ quay trở lại cái vùng mà đáy trước đó. Trong cái phiên ngày thứ tư giá bán thủng đáy, đấy. Sau đó trong ngày thứ năm và thứ sáu thì phục hồi trở lại. Hiện nay dầu Brent thì phục hồi lên trên mức tạ 90 đô la, còn dầu WTI thì dưới mức 90 đô la rồi. Đây là cái mức cũng tương đối thấp. Đây các bạn có thể xem cái đồ thị đầu năm 2022 thì giá nó đâu đấy cỡ khoảng 75 đô la đối với dầu WTI. Hai cái dầu này nó chênh nhau một chút nhưng mà cơ bản là nó biến động tương đối là đồng pha. Ok, như vậy thì là Dow Jones trong ngắn hạn đang phục hồi một chút, như vậy là có thể trong tuần tới chúng ta vẫn còn được hưởng những cái nhịp mà phục hồi này. Ngó qua VN Index xem phục hồi như thế nào. VN Index đợt này có vẻ khỏe hơn so với cả Dow Jones đấy, bởi vì là chúng ta trước đó các bạn có thể thấy là Dow Jones đã điều chỉnh khá là sâu rồi, khá là sâu so với cái đỉnh trước đó khoảng 4.300. 4.300 trên 4.300 một chút, sau đó điều chỉnh về khoảng 3.900, trong khi VN Index chỉ điều chỉnh khoảng từ khoảng 1.300, thấp nhất là khoảng 1.227. Và ở VN Index tận phiên ngày thứ tư và thứ năm thì giá nó mới điều chỉnh, trong khi các bạn thấy ở Dow Jones này đã điều chỉnh sâu từ trước đó rồi. Đây là cái đường trung bình 50 ngày. Đôi khi chúng ta sẽ thấy là những cái đường mà chúng ta sử dụng ở đây đôi khi nó rất là linh. Tất nhiên là không có một cái công thức cụ thể nào, các bạn quen sử dụng cái đường nào nó phù hợp, các bạn thấy phù hợp thì các bạn dùng thôi. Chứ còn không có ý nghĩa rằng là cái đường 50 ngày nó tốt hơn cái đường 60 ngày hay cái đường 60 ngày nó tốt hơn cái đường 70 ngày. Đấy kiểu kiểu như vậy. Sẽ có những cái lúc mà thị trường giảm đến những cái đường trung bình 50 ngày của tôi chẳng hạn nó lại bật lên. Nhưng có những lúc mà nó sẽ giảm đến cái đường 60 ngày của các bạn nó đã bật rồi. Hoặc là đôi khi nó giảm đến cái đường 55 ngày. Đấy, nếu mà chúng ta cứ liên tục thay đổi chạy theo thị trường như vậy, chạy theo những cái cũ của thị trường như vậy thì chúng ta sẽ luôn đi sau thị trường và không có không không bao giờ tìm được ra cái gọi là chén thánh trong phân tích kỹ thuật đâu. Đấy, mà chúng ta chỉ liên tục là đi sau thị trường thôi. Tốt nhất là các bạn nên chọn những cái đường chỉ báo nó phù hợp và các bạn sử dụng nó cho nó nhuần nhuyễn, cho nó tốt thì là tốt hơn là liên tục thay đổi cái phương pháp và cái vũ khí của mình. Ok, như vậy là VN Index thì quan điểm của tôi là vẫn vậy. Cho tới trước khi mà cái đường trung bình 50 ngày này nó cắt lên trên cái đường 200 ngày. Các bạn thấy là đường 200 ngày nó là tít trên này. Cái đường trung bình 50 ngày nó càng tít đây. Đấy, VN Index thì đang nằm ở giữa hai cái đường này. Đấy, cho đến khi nào cái đường này nó cắt lên trên cái đường này. Đấy, thì lúc đấy là tôi mới cho rằng là thị trường vào cái pha gọi là tăng giá và lúc đấy thì tiền nó mới kiếm dễ. Còn đâu mà cái đường này, hai cái đường này, nó cái đường dài nó vẫn nằm trên cái đường ngắn này. Đấy thì chúng ta có thể gặp bất kỳ lúc nào những cái phiên trong như là cái phiên ngày thứ tư tuần vừa rồi. Đấy, phiên ngày thứ tư tuần vừa rồi. Đấy, chúng ta có thể gặp bất kỳ lúc nào. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay là một là tiền không đủ. Thứ hai là phân tích với các bạn rồi. Khi mà giá tăng lên đây về những cái vùng kháng cự này, đấy thì cái áp lực bán nó
sẽ lớn. Tại sao lại lớn? Lại tại vì là những ông mà mua trên này bây giờ các ông chỉ mong là hòa vốn thôi đấy, sau bao nhiêu ngày bây giờ chỉ mong mỏi cổ phiếu lấy hòa vốn là chạy rồi đấy, hoặc là lỗ một tí cũng được đấy. Chính vì thế là khi mà giá nó phục hồi như này, cái áp vàng phục hồi càng lên những cái vùng kháng cự này thì áp lực bán càng lớn đấy. Hôm nay đây các bạn đã lại bảo là nếu không biết thì không nói trước đi. Thực ra là tôi cũng biết đâu, bây giờ xảy ra rồi thì chúng ta mới phân tích lại đấy. Nhưng mà chúng ta mới phân tích được rằng cái giá giảm này là do cái áp lực đấy. Cái áp lực đấy thì tôi cũng đã vẫn nói với các bạn là từ trước rồi, nhưng mà chúng ta không thể là biết được là lúc nó sẽ bán đến bao giờ, lúc nào nó sẽ bán, nó là phiên thứ hai là phiên thứ sáu, nó sẽ vào tuần thứ ba hay là tuần thứ năm, không thể biết được. Và đôi khi là nếu mà có dòng tiền lớn ấy, nó đẩy cổ phiếu lên luôn, đẩy thị trường lên luôn, và nó không xảy ra những cái phiên điều chỉnh đâu đấy. Nhưng mà cái chẳng chúng ta vẫn đang nói về với nhau về cái vấn đề xác suất, tức là khi mà ra thị trường nó đang ở trong cái giai đoạn như thế, dòng tiền nó như thế, và những cái vùng kháng cự sẽ có xuất hiện những lực cung như thế, lượng cung cổ phiếu như thế, thì cái việc mà giá nó điều chỉnh là xác suất nó sẽ cao. Chứ còn không nhất thiết là phải đến cái vùng này đấy, cái đến cái vùng 1.300 là giá nó phải điều chỉnh, hay là trong cái tuần này là giá phải điều chỉnh đấy, hay là cuối tuần sau là giá nó phải giảm xuống khoảng 30 điểm xong nó mới phục hồi lên được, hay là nếu nó giảm, nó phải giảm về cái đường trung bình 50 ngày sau đó mới phục hồi lên đấy. Tất cả những ông nói như vậy, một là tôi cho rằng không hiểu, học vẹt nói phép đấy, thứ hai là đoán mò đấy, mong các bạn là thông cảm một chút. Nhưng mà quan điểm của tôi về thị trường nó rõ ràng như vậy đấy. Quan điểm của tôi là thực ra là cũng nếu mà các bạn ở trong thị trường lâu, các bạn sẽ thấy cái điểm này sẽ rất là đúng, là các bạn không thể dự đoán được thị trường và ngắn hạn thì là càng khó. Ok, nói chung là VN Index thì vẫn vậy, chưa gãy cái xu hướng, chưa gãy cái gọi là cái đoạn này nhé. Đấy, vẫn ở trong cái nhịp phục hồi thôi đấy. Tuy nhiên là đây các bạn có thể thấy là nó giảm xuống cái đường super trend rồi đấy, và bây giờ khi mà phục hồi lên thì chúng ta vẫn lại phải cẩn trọng hơn. Thực ra trong cái đoạn vừa rồi tôi cũng cẩn trọng, tôi cũng không mua nhiều cổ phiếu đâu, liên tục nhắc nhà đầu tư, đặc biệt là luôn cố can nhà đầu tư dùng margin trong cái đoạn vừa rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã ngó qua về VN Index, xem nào, VN Index xem là trong cái tuần qua tổng hợp lại xem là, nói chung là chúng ta không cần đọc số liệu thì chúng ta cũng biết là tội đồ là chủ yếu là từ dòng ngân hàng đúng không ạ, chủ yếu là từ dòng ngân hàng, ông nào nới zoom, mấy ông linh có thông tin nới zoom đấy, nhưng mà nới zoom xong thì lại giảm mạnh hơn. Ngoài ra thì cũng nhiều cổ phiếu trong VN30 khiến thị trường giảm điểm. Trong trong tuần qua thì giảm khoảng 2,48% so với tuần trước. Xem là thanh khoản nào. Khối lượng khớp lại trung bình trên HO tăng nhẹ 0,59%. Nhưng không có nhiều cái điều để nói. Ok. Cái điều quan trọng hơn là chúng ta cần phải đánh giá lại nhóm cổ phiếu. Chúng ta cần phải đánh giá lại trong nhóm cổ phiếu, từng nhóm cổ phiếu. Đấy. Xem là những cái con cổ phiếu mà tuần trước ấy, tôi nói với các bạn là những con cổ phiếu khỏe đúng không? Đấy, những cái con lần trước là tôi nhóm cũng nói về cổ phiếu khỏe. À, xin lỗi, hôm nay bản video lên muộn một chút. Tại vì cuối tuần tôi lại về quê, hôm nay lên một muộn một chút. Bây giờ mới làm video được. Đấy, không không phải là cứ thị trường giảm là lặn mất, còn thị trường tăng lại lên hô. Chứng khoán đi, nhóm chứng khoán đi. Đấy, tuần trước là rõ ràng là cái ông thằng cha này bảo là con này khỏe đúng không? Bây giờ thì nó thành yếu rồi. Đấy, giảm xuống cái đường super trend rồi. À, tuần trước thì rõ ràng là nó vẫn khỏe đấy, nhưng bây giờ thành yếu rồi, nếu có thì phải bán thôi. Có nó lẽ còn VCI là còn đỡ, VCI phục hồi khá là mạnh, khá là tốt trong cái phiên ngày thứ sáu đấy, vẫn trên được cái super trend này. Còn mỗi VCI là còn đâu, hầu hết các cổ phiếu dòng chứng khoán là đều giảm, tôi cho rằng là gãy trend rồi, đặc biệt những con cổ phiếu yếu chững lại cái đà tăng trước đó và điều chỉnh sớm rồi. Đấy, thì nhân lúc mà cái thị trường nó giảm giá ấy, thì nó lại càng bị đạp sâu hơn. Để trong nhóm chứng khoán chắc là còn VCI là còn giữ được thôi. Còn đâu các cổ phiếu khác thì tôi nghĩ là nên xem xét bán. Bất động sản
Bất động sản xem nào. TDC vẫn khỏe. Đúng không ạ? Vẫn khỏe. Con này khỏe thật đấy. Thậm chí ở đây, thậm chí là nó còn chưa đừng chưa nói đến cái đường Super Trend này, nó vẫn duy trì được trên cái đường EMA 10 đây. Suốt từ cái giai đoạn mà từ đáy đi lên. Con này có lẽ đặt tiêu chuẩn là dưới EMA 10 bán là vừa đấy. Nó khỏe như này cơ mà. Đấy, thay các hoặc các bạn có thể vẽ một cái trendline như thế này. Tôi thường thích dùng những cái hình nó vẽ tự động như thế này. Vẽ cái trendline đôi khi nó mang tính chất cá nhân và chủ quan hơn. Cái đường tự động này nó khách quan hơn. TDC còn khỏe nhá, con này còn khỏe. HDG thì sao? HDG thì yếu rồi. Đấy, gãy cái super trend rồi. HDC thì cũng yếu rồi. Đấy, mặc dù trong cái phiên này thứ sáu cũng phục hồi nhưng mà cơ bản là giá điều chỉnh tương đối mạnh. Tôi phải đợi nó phục hồi lên trên cái đường super trend, hoặc ít nhất là trên cái EMA 10 tôi mới xem xét mua trở lại. Còn bây giờ nếu mà mua thì đây là cái lựa chọn hàng đầu rồi. Đấy. Nhưng mà chúng ta cũng phải cân nhắc, một là thị trường nó đang cũng có thể nói là không đẹp. Thứ hai là nữa là cái điểm mua ấy, nó đây nó cũng rất chênh vênh. Điểm mua rất là chênh vênh. Đôi khi cái điểm mua không có thì chúng ta cũng phải chấp nhận rằng là chúng ta phải bỏ qua thôi. Ví dụ như nhóm dầu khí chẳng hạn, mua bây giờ rất dở. Cái tuần trước có nói với các bạn là nhiều con cổ phiếu dầu khí mặc dù nó có vẻ nó khỏe đấy, ví dụ con gà này. Đấy, tuần trước mà có nói với các bạn gà rồi là PVC đúng không ạ? Đấy, nhưng mà chúng ta cũng không mua được bởi cái điểm mua nó không có. Và cái thông tin về giá dầu và cái xu hướng giá dầu nó đang giảm nữa, cho nên là mua thì nó rất là khó, rất là dở. Nên không phải cứ cổ phiếu khỏe là chúng ta mua. Chúng ta đôi khi phải xem xét thêm những cái vấn đề khác, ví dụ như điểm mua nó ở đâu, nó cho nó phù hợp. Cái thứ hai là những cái thông tin vĩ mô nó có ảnh hưởng, nó có ủng hộ không. Có thể những cái thông tin vĩ mô nó mang tính vô vô phượng vô phạt, nó không ảnh hưởng đến ngành thì không sao, nhưng mà khi những cái thông tin vĩ mô nó xấu ấy thì chúng ta cần phải lưu ý. Dòng ngân hàng thì chắc là không cần phải nhắc nữa rồi. Ngân hàng tương đối nát đúng không ạ? Còn STB là tí thì còn sản. BIDV là có vẻ còn đỡ. À xin lỗi, cũng không đỡ. SHB cũng vậy, cũng điều chỉnh. SHB tôi khuyên nhà đầu tư, khách hàng của tôi là bán ngay từ cái phiên đầu tiên rồi. Phiên này nó giảm mạnh như thế này mà đóng cửa dưới cái đường, à dưới cả cái giá 15. Không còn cái điều gì tiếc nuối ấy. Nhất là bán ở cái phiên đầu tiên khi mà cổ phiếu giảm. Có vẻ như là dòng ngân hàng khá là nát và hiện nay chưa có cái dấu hiệu cho thấy cái nhóm này sẽ phục hồi. Chưa thấy cái dấu hiệu cho rằng nó phục hồi không có nghĩa là tuần tới nó không phục hồi nhé. Tuần tới nó vẫn có thể là tăng 5 phiên liền. Nhưng mà lúc đấy thì chúng ta lại đánh giá lại nó sau. Lúc đấy nó khỏe thì thật sự thì chúng ta lại mua. Đấy, cái quan điểm của tôi là như vậy đấy, tức là tôi mua khi mà nó khỏe, có khỏe tôi mình khỏe tôi mới mua, chứ còn không không có chuyện là tôi mua và tôi chờ nó tăng đâu. Như vậy là dòng chứng khoán thì còn một hai con, một con dòng CTD thì CTD thì cũng không đến nỗi là quá yếu đấy, mặc dù có điều chỉnh, mặc dù trong nhưng mà cái phục hồi cái nhịp cái nến phục hồi nó kém quá đúng không ạ? Trong cái phiên ngày thứ sáu cây nến phục hồi kém quá, mặc dù điều chỉnh cũng không mạnh, không không lớn, nhưng mà cái cây nến phục hồi này nó cũng yếu. Ok, như vậy là trong nhóm bất động sản chắc còn một con, nhóm chứng khoán chắc còn một con, ngân hàng thì không còn con nào. Dầu khí cũng vậy. À còn đội thép, thép thép đã tôi thì đấy khỏe, nhận là có mấy con thép này khỏe thật. Đấy, điều chỉnh thì cũng không nhiều, mặc dù bị bán với thanh khoản cực kỳ lớn luôn. Đấy, nhưng mà mức độ điều chỉnh không nhiều, trong thứ sáu phục hồi rất mạnh. Đấy, các bạn nên mua Nam Kim, tôi nghĩ đây là cổ phiếu khỏe, các bạn nên mua. Mua Nam Kim nhé, đừng mua Hoa Sen hay là mua Hòa Phát làm gì, nên mua cái con mà khỏe nhất, điều chỉnh ít nhất, phục hồi mạnh nhất, tăng trần sớm nhất. Đấy là những cái con cổ phiếu mà tôi đánh giá là khỏe. Đấy, tất nhiên là cái nhóm này ấy, thì nó vẫn đang lóp ngóp ở cái vùng đáy thôi, nó vẫn đang lóp ngóp cái vùng đáy. Các bạn nhìn nó phát này, đấy, rơi pẹt một phát thẳng một phát xuống đây.
Đấy, bây giờ nó lít 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 ngóp ở đây. Đấy, để mà có một cái đợt được tăng giá lên đây thì nó cần nhiều tiền. Đấy, hoặc là tin tức. Đấy, hoặc là tiền. Tất nhiên là tin tức thì cũng phải có tiền thì mới đẩy lên được. Nhưng mà khi đẩy lên đây, thứ nhất là nó phải tạo được cái đột phá cái vùng này đã. Vượt qua cái vùng này trước mắt đã. Bởi vì sao? Ở vùng này là những người mua suốt cái đoạn trên này. Đấy, đang rất là đau khổ, đang rất là mệt mỏi. Đấy, có, xin lỗi, có động chạm vào cái nhà đầu tư Hòa Phát nào thì các bạn thông cảm, tôi đang cố gắng phân tích cái tâm lý. Đấy, rằng giá đang phục hồi, đang rơi suốt cái đoạn này. Đấy, những người mà cầm trên này thì bây giờ đang lỗ chắc là khoảng mấy chục phần trăm ấy, đang rất là đau đớn, đang rất là đau đầu, đang rất là mệt mỏi. Đấy, và khi mà giá cứ trồi lên thì rồi trồi xuống, tụt xuống, lần khi mà lần sau trồi lên họ là sẽ lại muốn bán. Đấy, sau họ trồi lên họ lại muốn bán, cho nên là khi mà giá cứ nằm lên lên trên này được, giá lại có áp lực đè xuống. Đấy, cho nên là sẽ cần nhiều tiền hơn để đẩy giá vượt qua cái vùng đáy này. Còn khi mà giá nó đang tăng như thế này thì chúng ta cũng không cần nhiều tiền lắm đâu, cũng có thể đẩy được nó qua, vượt lên trên những cái vùng tích lũy này. Đấy, cho nên là với cái phân tích như thế thì các bạn sẽ thấy rằng cái chiến lược đánh break, tức là đánh giá, đánh phá vỡ ấy, đấy thì nó sẽ phù hợp giai đoạn nào, giai đoạn này hay là cái giai đoạn tăng giá này. Tất nhiên là nếu mà mua thì tôi muốn làm kim. Làm kim là khỏe hơn, tăng tốt hơn. Đấy, nhưng như phân tích là cái áp lực bán vẫn lớn, vẫn còn rất nhiều áp lực, vẫn còn rất nhiều hàng kẹp bên trên này. Đây, thanh khoản lớn như này vẫn còn rất nhiều hàng kẹp bên trên này, và cái áp lực khiến cho giá tăng khó hơn. Ok, nhóm phân bón DCM, DPM. Lưu ý là tôi có một khái niệm là nếu mà cổ phiếu sàn ấy, là tôi sẽ bán ngay và tôi sẽ không quay lại cái cổ phiếu đấy trong một cái thời gian ít là cũng phải 2 3 tuần gì đấy, 2 3 tuần, chắc phải 4 5 tuần. Nhưng mà nói chung là tôi sẽ cố gắng gạt ra đến khi mà tôi không còn nhớ là gần cái lần gần đây nhất cái cổ phiếu đấy sàn là bao giờ nữa, và nó thể hiện được cái sức khỏe, cái xu hướng tăng giá thì tôi xem xét mua. Chứ còn nếu cổ thường cổ phiếu sàn thì tôi bán và tôi sẽ cố gắng là lãng quên cái cổ phiếu đấy. Dù sao thì DCM cũng là cổ phiếu khỏe trong cái nhóm phân bón. Đấy, vẫn ở trong cái xu hướng tăng giá, vẫn giữ được giá, nó đã thủng cái đường EMA 10 đâu, vẫn ở trên cái super trend này, trên cái đường xanh này. Nhóm điện, nhóm điện là một trong cái nhóm mà hiện nay rất là khỏe, trong đó có NT2 đúng không ạ, giới thiệu với các bạn rồi tuần trước, giới thiệu với các bạn cổ phiếu NT2 rồi đấy, cái xu hướng tăng giá rất là đẹp. Và hôm trước trong cái phiên thứ sáu trần rất sớm tăng vượt đỉnh, đấy là cổ phiếu khỏe chứ đâu, đúng không ạ? Nếu mà không có cái đoạn thị trường xấu hoắc như này thì khả năng là giá đã vượt đỉnh sớm hơn rồi. PC1 chẳng hạn. Hôm trước có mấy ông vẫn ngồi chửi mình vì mua cổ phiếu PC1 chẳng hạn, PC1 ạ. Thực sự là PC1 tôi cũng đâu có lỗ đâu. Các bạn đay nghiến nhiều quá. Cái cổ nhưng mà chẳng qua cái con cổ phiếu này nó cái thời gian nắm giữ nó cũng đủ lâu rồi nên tôi phải bán bớt một nửa. Hôm trước có chia sẻ với các bạn này, là phải bán bớt một nửa, còn phần lại thì đang giữ xem là có thể giá sẽ break lên, bứt phá lên hoặc là thủng cái đường, những cái đường bên dưới này, nếu phải cắt lỗ thì phải cắt lỗ rồi. Còn đây bây giờ tôi vẫn đang giữ một phần, HAG cũng đang vẫn giữ. Đấy. Chưa vi phạm kỷ luật mà, chưa đến cái dưới cái đường super trend mà, FRT cũng đang vẫn giữ. Đấy. Cái đường Super Trend này nó đã vỡ đâu. Cái đường EMA 10 này tôi để theo dõi cái biến động ngắn hạn, còn thường là tôi sẽ giao dịch theo cái đường Super Trend này. Cái đường EMA 10 này, trừ khi mà giá đẩy đẩy mạnh, đẩy cao, đẩy nhanh như thế này, đấy, thể hiện được cái sự hưng phấn quá đà của thị trường thì khi cắt nó xuống tôi mới bán. Về cơ bản là những cái con cổ phiếu mà tôi mua ấy nó đang ở trong cái xu hướng tăng giá rồi, cho nên là những cái nhịp điều chỉnh ấy cũng không khiến cho giá điều chỉnh quá quá nhiều và làm gãy cái xu hướng.
những cái con ngược lại những cái con cổ phiếu mà từ đáy đi lên tăng ở trong cái giai đoạn 1 khi mà cái áp lực điều chỉnh nó khiến cho cổ phiếu giảm giá rất là nhanh, thậm chí là giảm sàn nhanh chóng. Tuần trước có nhắc đến nhóm cao su DPR, rồi con này cũng bỏ rồi. Các bạn có thể xem cái định nghĩa xu hướng rồi là giai đoạn 1, giai đoạn 2 như thế nào ở trong cái khóa học của tôi trên kênh VN Uptrend. Trong những cái video này thì tôi chỉ phân tích cụ thể về cái cổ phiếu thôi, còn không có thời gian để giảng giải như thế nào như thế nào. Đấy, và tôi nghĩ như thế cũng sẽ công bằng hơn với những cái học viên của tôi đã mất tiền, bỏ tiền ra để mua khóa học. DGC trong cái tuần vừa qua cũng không phải đến nỗi yếu, không đến nỗi yếu, cũng không phải là cổ phiếu quá mạnh nhưng mà cũng không đến nỗi yếu. CSV, đây là tôi đang review lại những cái con cổ phiếu mà tuần trước có nói với các bạn là khỏe, xem con nào vẫn còn khỏe, con nào yếu thì các bạn nên bán đi. Này, CSV thì có vẻ yếu rồi nên chọn DGC, sao cũng là cổ phiếu đầu ngành trong cái nhóm ngành hóa chất. Cổ phiếu Vinamilk, trước bảo theo dõi con Vinamilk này cũng không đến nỗi lắm, giảm giá nhưng mà thanh khoản nó thấp, nhưng mà cái phục hồi nó cũng yếu, phục hồi nó cũng không quá khỏe. Các bạn lưu ý là chúng ta đang gọi là mua cổ phiếu, chúng ta là nhà đầu tư cá nhân cho nên là ít quan tâm thì cái vấn đề thanh khoản thôi, là cái vấn đề khối lượng đấy, đừng lấy cái khối lượng để bao biện cho cái giá. Cái giá nó là quan trọng nhất, khi mà giá đã vi phạm nguyên tắc thì tốt nhất là bán đi, chứ cứ đừng có giá giảm nhưng mà chết rồi đấy, nhưng mà khối lượng nó thấp đấy thì có vẻ như là mức độ giảm giá nó sẽ sớm chững lại đấy, hoặc là nó không thể hiện được ý chí của tay to đấy, hoặc là MACD chưa giảm, hoặc là nó giảm vì tin tức thôi, mấy hôm nữa hết tin thì nó lại thế này thế kia đấy, nhưng mà là rất dở đấy. Khi mà giá đã giảm, giá là yếu tố tiên quyết đấy. Khi mà giá nó đã giảm những cái vùng cắt lỗ thì phải cắt lỗ ngay đấy. Còn khối lượng nó chưa đạt kệ nó, khi mà chúng ta mua thì ngược lại có thể giá tăng nhưng mà những yếu tố khác nó không ủng hộ đấy, thì chúng ta có thể từ từ, chúng ta có thể mua ít thôi hoặc là chúng ta có thể chậm lại một chút đấy. Nhưng mà khi mà giá nó giảm ấy thì mặc kệ những yếu tố khác, chúng ta phải hành động. Lúc đó thì cái vốn nó phải được bảo toàn. Trong cái trò chơi này, cái việc phòng thủ nó quan trọng hơn là cái việc tấn công như vậy. Và lại lạc đề rồi. Vinamilk. Vinamilk chưa phải là cổ phiếu vào trong cái giai đoạn tăng giá. Chúng ta theo dõi nó thôi. VHC mới là cái con cổ phiếu vào trong cái xu hướng tăng, giai đoạn tăng giá, xu hướng tăng giá. Đấy. Trong nhóm thủy sản, tôm cá đúng không ạ? Đấy, con này thì phục hồi cũng yếu rồi nhưng mà đấy, nhưng mà cái con này nó chưa giảm cái đường super trend, nó giảm chưa giảm thủng cái đường super trend nên tôi mới nhưng mà được, chứ còn nó giảm thủng cái đường này nằm đóng cửa dưới cái mức 87.3 này thì tôi không có nhưng mà hết, bỏ là bỏ. Ok, như vậy thôi, không có nhiều điều đáng nói ở thị trường này. Về cơ bản thì một vài cái dòng cái ngành thì là không còn cổ phiếu nào cả đấy, hoặc là chỉ còn lại một hai cổ phiếu thôi, nếu các bạn có định mua hoặc các bạn nắm giữ thì nên cơ cấu sang những cái con cổ phiếu như vậy đấy, còn những con cổ phiếu thì nên tốt nhất là nên thoát đi, nên bỏ đi, đấy là theo cái ý kiến của tôi đấy, tôi rõ ràng như vậy. Ví dụ như là dòng chứng khoán, còn con VCI, những cái con khác nên cắt nên thoát. Đấy, dòng bất động sản, còn con TDC đấy, có thể đảo hàng qua đấy hoặc là nên thoát hết đi. Ngân hàng thì không còn có nào cả, tốt nhất là chưa nên vào ngân hàng cho đến khi mà cái xu hướng nó phục hồi trở lại, giá nó tăng trở lại thì chúng ta mới xem xét, lúc đấy con nào tăng khỏe nhất tốt nhất thì nhảy vào làm một ít. Đấy, thép thì nên mua Nam Kim. Đấy, phân bón thì nên mua DCM. Đấy, nhóm năng lượng điện thì vẫn còn nhiều con cổ phiếu khỏe, trong đó có NT2, PC1, Vĩnh Sơn, Sông Hình, còn này tăng giá tốt trong cái phiên ngày thứ 6. Đấy, nhóm hóa chất thì nên mua DGC thay vì là mua CSV. Vinamilk thì nên theo dõi và chưa nên mua. Đấy, Vĩnh Hoàn thì mua được. Vậy thôi, tức là đoạn này sau một
trải qua một cuộc bẻ râu. Những gì còn lại thì đau đớn lòng và cũng không còn nhiều cơ hội, có nhiều cơ hội để chúng ta lựa chọn. Khi mà không có nhiều cơ hội chúng ta lựa chọn thì chúng ta làm gì? Phải chắt chiu cơ hội và đánh ít thôi. Đấy. Còn lúc nếu mà thị trường nhiều cơ hội, nhiều cái lựa chọn thì thôi, thì cái khả năng chiến thắng nó cao, thì lúc đấy đầu tư nhiều tiền vào, đánh mạnh lên. Trong tuần vừa rồi tôi thấy cái báo cáo mở tài khoản mới trong cái tháng vừa rồi là nó giảm rồi đấy. Đấy, chứng tỏ là mọi người cũng F0 cũng bắt đầu chán chán cổ phiếu rồi. Có vẻ có lẽ đây lại là một dấu hiệu tốt. Có lẽ thôi nhá. Còn đối với tôi là phải thể hiện ở giá cơ, phải thể hiện trên điểm số cơ. Đấy, còn tất cả những yếu tố khác ấy, chỉ để tham khảo. Đấy, tôi sẽ có thể nghiên cứu rất là nhiều cổ phiếu, nghiên cứu cả cơ bản, nghiên cứu cả vĩ mô, phân tích các thứ, nhưng phải yếu có yếu tố đó là giá nó phải confirm, tức là giá nó phải xác nhận cái xu hướng thì tôi mới nhảy vào mua. Đấy, nếu không thì tất cả chỉ ở trong đầu thôi, chưa chuyển hóa thành hành động. Đấy, tí nói thì quên mất là phải chuyển qua lịch sự kiện. Đoạn này xấu rồi, xem ông nào mà lại còn trả cổ phiếu thì nhảy ra không mua nữa. Đi ông Tân Thế Kỷ này, 11 này, ngày 21 tháng 9. Ngày mai là muộn rồi. Thôi là con CMG này, ngày 12 tháng 9 này. Đấy, thưởng cổ phiếu thì lại 10.2462, siêu lẻ. CMG trả cổ tức tỷ lệ 113. Các bạn tự nhiên lại có một đống cổ phiếu, thêm một đống cổ phiếu trong cái giai đoạn này thì nắm cổ phiếu có thể là cái điểm bất lợi chứ không phải là cái điều vui vẻ gì. Chính vì thế này là trước khi mua cổ phiếu hoặc là đang nắm cổ phiếu thì tốt nhất. À, đây có ông Hoa Sen này. Đấy, trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 120. Thấy chưa? Ngày 14 tháng 9. Ngày 14 tháng 9. Đấy, tức là thứ tư. Mãi quá, không có thằng Nam Kim ở đây. Đấy, lại thêm một lý do nữa, nếu mà chúng ta phải lựa chọn thì chúng ta lựa chọn cái thằng Nam Kim thay vì cái thằng Hoa Sen. Tại vì cái thằng Hoa Sen này sắp tới nó trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 120. Đấy. Những ông này trả cổ tức bằng tiền thì thoải mái, không vấn đề gì cả. Nếu mà trả cổ tức mà trong cái giai đoạn gọi là thị trường tăng giá vùn vụt thì thôi, có tiền cũng được mà cổ phiếu cũng được. Đó, mà cứ tăng giá là được. Còn trong cái giai đoạn này khó khăn này, bơm thêm một đống cổ phiếu, mình có ít 1.000 cổ phiếu thì nếu mà giá nó giảm 1.000 thôi thì là lỗ mất 1.000.000, đúng không ạ? Còn nếu mà nó tăng vốn lên, nó trả thêm 50% nữa, 1.500 cổ phiếu, đấy, giá nó giảm 1.000 là mất 1.500.000. Đấy, các bạn cứ tính xem, thị trường xấu mà lại nhiều cổ phiếu thì là mất thêm nhiều tiền thôi. Đấy, còn thị trường tốt mà nhiều cổ phiếu thì lại có thêm nhiều tiền. Ok. Đấy, về cơ bản là thị trường thì vẫn vậy. Còn đâu cổ phiếu thì chúng ta vừa review lại rồi. Còn đâu là kêu các bạn muốn trang bị thêm những cái kiến thức đấy thì lại quảng cáo cái khóa học thôi. Các bạn có thể học những cái khóa online ở trên này. Đấy, 350.000 để học những kiến thức cơ bản. Tôi nghĩ là các bạn nên học. Đấy, còn nếu các bạn muốn lọc ra những cổ phiếu chạy tốt, chạy khỏe theo cái tiêu chuẩn cao đấy, thì các bạn nên đầu tư cho mình cái khóa học theo xu hướng nâng cao này. Tất nhiên là đây là những cái thông tin này tôi đã ghi hết trên này rồi, nội dung cái khóa học có những cái gì đấy, dạy những cái bài như thế nào, thời lượng bao nhiêu đấy thì ở trong này. Các bạn nếu mà các bạn đọc xong, các bạn có gì thắc mắc, các bạn vẫn có thể liên lạc trực tiếp với tôi theo cái số điện thoại vẫn chạy ở bên dưới màn hình này. Ok, video hôm nay kết thúc ở đây. Video hôm nay lên hơi muộn, mong các bạn thông cảm. Nhưng mà cái video này các bạn có thể xem trong suốt cái tuần
tuần tuần từ 12 tháng 9, tuần từ ngày mai tới đây. Đấy, chứ không chỉ là trong ngày hôm nay. Tôi sẽ không làm những cái video, tôi quyết quyết tâm là tôi sẽ không làm những cái video nhận định thị trường hàng ngày đâu. Đấy. Mà tôi sẽ dành cái thời gian đấy để chia sẻ thêm những kiến thức để chuẩn bị những cái video chất lượng hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi VN Uptrend. Nhớ like, share và đăng ký kênh để lần sau khi có những cái thông video như thế này nó thông báo, hoặc là những cái video kiến thức thì nó cũng sẽ nhảy vào, nó hiện lên trên cái trang YouTube các bạn. Đấy. Tuần vừa rồi thì có làm một cái video review cái cuốn sách Trên Đỉnh Phố Wall này, nhưng mà có vẻ là nhiều người thấy sách là ngại. Đấy, các bạn thích xem những cái video nó ngắn gọn, nó trực quan hơn đúng không? Đấy, có lẽ đợt này tôi cũng hơi bận một chút, đợt thị trường nó quay cuồng nên là không có nhiều thời gian để đầu tư những video đấy, sắp tới sẽ đầu tư lại. Hy vọng các bạn sẽ dễ tiếp cận hơn. Đấy. Đôi khi những cái quyển sách như này nó hay thì nó hay thật, nhưng mà chúng ta phải nghiền ngẫm nó. Đấy. Còn những cái video ngắn ấy thì tôi có thể bóc tách những cái vấn đề nó nhỏ, nó gọn, nó gọn và gói gọn lại trong cái video thì có lẽ sẽ phù hợp với nhiều nhà đầu tư hơn. Ok, dông dài thế thôi. Chào các bạn, chúc các bạn tuần mới giao dịch hiệu quả và thành công.